không được. Hãy cố gắng thêm một tí nữa đi. Chúng ta phải tìm được bầy đàn của mình trước khi trời tối. Nếu dừng ở đây, nguy hiểm lắm. Nhưng mà à, không, không hay rồi. Chúng ta đụng phải lũ cá sấu sát thủ khổng lồ rồi. Mọi người, hãy bám sát anh. Các con, theo sát cha. Chúng ta cẩn thận, di chuyển qua bên đó nào. À, khổ kia, mau tránh xa gia đình ta ra. Đến lúc đi rồi, hãy tỉnh dậy nào. Không, gia đình của tôi, các con của tôi, con vợ của tôi đâu? Cô ấy hứa sang năm còn lấy vợ bé cho tôi nữa mà. Gia đình của ngươi đã bị lũ cá sấu đó giết chết, còn vợ của ngươi đã bị bọn chúng nhai vào bụng. Đến lúc rồi, mau theo ta xuống địa ngục nào. Cái gì? Tôi đã chết rồi à? Không, tôi không muốn xuống địa ngục đâu. Tôi phải báo thù. Còn ông là ai? Ông là ai thế này? Ta là quỷ Dạ So, chuyên hút linh hồn của những sinh vật đã chết xuống địa ngục. Nhưng ta nhìn thấy ngươi thật tội nghiệp. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi tái sinh và cho ngươi mượn một trái tim của hồn ma. Hãy dùng nó để báo thù. Đổi lại, ngươi phải giúp ta đi thu thập những quả tim mà ta đã mất. Cái quái quỷ gì đây? Sao người của mình chỉ là một cái bóng ma thế đây? Đúng rồi, không lẽ là quả tim ma mà quỷ Dạ So đã ban cho mình đã gây ra chuyện này? Vậy thì mình sẽ nhanh chóng đi báo thù giết chết những con cá sấu khốn kiếp đó. Rồi đi tìm những quả tim gì đó mà quỷ Dạ So đã giao nhiệm vụ cho mình. Là lũ khủng long nước Spino, bọn chúng đang tấn công một gia đình khí tinh tinh hay sao? Mẹ kiếp, mình không thể chịu đựng khi chứng kiến cái cảnh này. Phải giải cứu gia đình họ khỉ thôi. Có thứ gì tấn công lên chúng ta thế này? Chết tiệt, hồi nãy thấp thoáng nhìn thấy có một cái bóng ma thì phải. Khủng khiếp, giữa ban ngày mà cũng gặp ma nữa à? Nó đằng này nè. Thì ra là một bóng ma của một con rắn đó. Giết chết nó đi. Hả? Hay quá, hay quá, lũ khốn đã chết rồi. Là bọn khốn ma à? Đừng sợ, tôi chỉ giúp đỡ mẹ con của bà thôi. À đúng rồi, mẹ con của bà có nhìn thấy bầy loài cá sấu dữ tợn hung ác bọn chúng kéo đi đâu rồi không? À, lũ xấu xa đó đã đi về khu rừng phía nam rồi. Cảm ơn mẹ con của bà, hãy nhanh chóng tìm chỗ núp an toàn đi. Chết tiệt, đến lúc rồi. Mình phải giết chết hết lũ cá sấu đó, báo thù cho gia đình của mình. Đây rồi, thấy dấu vết của bọn chúng rồi. Đâu, tất cả anh em, nhanh chóng lên đi. Thêm củi, thêm lửa vào lò đốt. Chúng ta phải tu luyện thành công trái tim lửa cho chủ nhân của chúng ta. Cái gì chứ, lũ cá sấu khốn kiếp này đang tu luyện một trái tim lửa à? Không lẽ trái tim đó là của quỷ Dạ So? Chắc có lẽ là vậy rồi. Được rồi, mình sẽ núp vào trong vách núi ẩn thân để di chuyển lên khu vực mà bọn chúng tu luyện. Nhanh lên đi, nếu chủ nhân của chúng ta quay trở về mà quả tim chưa tu luyện xong thì loài cá sấu của chúng ta sẽ bị giết chết hết đó. Đằng kia có một cái lò nung. Không lẽ quả tim lửa gì đó đang nằm trong đó hay sao? Chết tiệt, chắc có lẽ lũ cá sấu khốn kiếp này đã lấy cắp quả tim của quỷ Dạ So rồi. Vậy thì mình sẽ lấy lại cho ông ta. Dài mẹ kia, sao tự dưng cái lò nung nó bị vỡ rồi hả? Có một cái hồn ma. Chết tiệt, có kẻ đột nhập vào lãnh địa của chúng ta, lấy cắp trái tim lửa của chúng ta. Hay quá, trái tim lửa này thật lợi hại, lại biến đổi hình dạng của mình trở thành một bộ xương đầy rực lửa thế này. Chết đi lũ cá sấu khốn kiếp các ngươi, vừa ăn cắp vừa la làng à. Đã vậy còn giết chết gia đình vợ con của ta. Đến lúc rồi, ta sẽ xóa sổ các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. Không, chủ nhân bọn ta sẽ quay về
và dùng trái tim độc để giết chết cô. Cái gì? Trái tim độc nữa à? Chủ nhân các ngươi đang có nó hay sao? Vậy thì trước khi hắn tìm ta, ta sẽ đi tìm hắn. Sao có nhiều sinh vật khủng long chết thế này? Trời đất ơi, nhìn cơ thể của bọn chúng trông bị thối rữa đen thôi. Mẹ kiếp, có vẻ như bọn chúng trúng một thứ độc gì đó rất nặng. Đằng kia cũng có rất nhiều nữa kìa. Nào lũ chuột nhắt, các ngươi hãy mau ra đây đi, để ta thử nghiệm trái tim độc của ta, để cho các ngươi cảm nhận được nỗi đau đến từ độc là như thế nào. Đằng kia trái tim độc nằm trong người của thứ quái quỷ đó. Chắc chắn hắn đã trộm trái tim đó của quỷ dạ xóa rồi. Được, vậy thì mình sẽ sử dụng trái tim lửa để lấy lại trái tim độc. Dài mẹ kiếp, cái thứ quái gì gì đây? Bộ xương raptor có trái tim lửa biết di động mà. Hả? Ủa kiếp, trái tim lửa của ta. Người ta giết lũ cả sâu khổ kiếp đó để lấy trái tim này à? Thì ra thứ gớm ghiếc nhà ngươi chính là chủ nhân của bọn cá sấu xấu xa đó. Đúng vậy, ta đã giết hết lũ cá sấu chết tiệt đó để báo thù cho gia đình của mình. Đồng thời, ta đã lấy lại quả tim lửa cho quỷ dạ xoa. Còn bây giờ, đến phiên trái tim độc, hãy trả nó cho ta. Nó không thuộc về ngươi. Ok, ta đã lấy được thì đó là của ta. Thứ lì lợm này, ta sẽ moi tim của ngươi để lấy trái tim độc ra. Ngươi hay quá, mình có được trái tim độc rồi. Wow, hình dạng của mình đã biến đổi khác một chút. Được rồi, thù mình cũng đã báo xong, những quả tim mình đã cũng thu thập đủ. Này quỷ già sao, ta trả tất cả lại cho ngài, ngài hãy mau xuất hiện đi. Chưa đâu, còn một quả tim nữa. Quả tim đó rất quan trọng với ta. Nó bị một tinh thần lấy mất. Đó là quả tim ánh sáng. Cái gì? Quả tim ánh sáng bị một tinh thần lấy cắp à? Làm sao tôi có thể đánh lại hắn, lấy lại cho ngài chứ? Ta biết sẽ rất khó khăn cho ngươi, nhưng những gì hồi nãy giờ ngươi biểu hiện rất tốt. Ta đặt hy vọng lên người của ngươi. Nào, hãy tiến thẳng về phía trước thêm 500 dặm nữa, ngươi sẽ gặp được hắn. Đừng quên, chỉ cần đánh được vào trong điểm yếu của hắn chính là cái lỗ rúng, thì hắn sẽ chết. Lũ chết tiệt, các ngươi mau tránh xa ta ra. Nếu không bị dính độc thì hãy cút chỗ khác. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chết tiệt, có thứ sinh vật kỳ lạ, người đầy khói độc xâm nhập vào lãnh địa của thần ánh sáng. Mau tiêu diệt hắn. Cái gì? Nơi đây là lãnh địa của thần ánh sáng hay sao? Hay lắm. Cuối cùng mình đã tới rồi. Ta chết tiệt thần linh khốn kiếp ăn cắp kia, mau trả lại trái tim ánh sáng cho quỷ dạ xoa. Kẻ nào to gan dám đến lãnh địa của ta làm loạn, rồi đòi muốn lấy trái tim ánh sáng của ta? Cái gì? Ngươi là cái thứ quái quỷ gì đây? Ngươi là thuộc hạ của tên quỷ dạ xoa đó à? Đúng vậy. Ta là thuộc hạ của quỷ dạ xoa. Ngày ấy có ơn với ta, ta báo ơn ngày ấy lấy lại quả tim mà ngươi đang cấp. Những gì của người khác thì là của người khác, không phải là của ngươi. Mau trả lại đi. Ta thấy được trái tim ánh sáng của tình quỷ dạ xoa đó có thể giúp sức mạnh ta tăng cường. Ta muốn thì ta lấy, không cần phải ngại ngùng. Ngươi là cái thứ rách rưởi gì mà có thể lên tiếng dạy đời ta? Được rồi, ta sẽ dùng sức mạnh ánh sáng của mình để thiêu rụi ngươi thành tro bụi. Không hay rồi. Đúng rồi, cái lỗ rúng của hắn, điểm yếu của hắn, mình sẽ dùng toàn bộ độc công kích vào đó. Dài. Wow, người của mình to lớn hơn gấp mấy lần. Trời đất ơi, thứ năng lượng gì đây? Một thứ năng lượng ánh sáng, quá tuyệt vời. Mẹ kiếp, thứ quái quỷ này đã giết chết chủ nhân thần tiên của chúng ta, mau báo thù. Các người muốn báo thù à? Vậy thì hãy lại gần đây hết đi, để ta thử sức mạnh của trái tim ánh sáng mà ta đã đạt được. Wow, quá tuyệt vời. Không kịp.
chúa tể, thần tiên ánh sáng của các ngươi là kẻ chẳng tốt lành gì rồi, thì các ngươi chắc chắn cũng là những kẻ bẩn thỉu. Hôm nay ta thay mặt cho trời đất, thay mặt cho quỷ dạ xoa, trừng phạt những tên ăn cắp các ngươi chết hết đi. Vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc giao tất cả những quả tim này cho quỷ dạ xoa.